Hello bà phở. Hello. Hello, bây giờ mình đi đâu đây bà phở? Giờ vô ăn sáng. À, đi ăn sáng nha các bạn. Cái này mình lên mạng. Dạ, ăn sáng mà đợi vậy đó. Để đợi chút xíu. Nói sáng sớm là người ta ngồi nói hết trơn. Bỏ đói bụng chưa? Mới sáng là người ta đã ngồi đây ta uống rượu rồi đó, má thấy không? Đó, cái bar đó là bar rượu mà. Đắng hả? Nhưng mà healthy lắm á. Má uống cái này healthy lắm á. Nó đắng là tại vì nó là nguyên chất, má hiểu không? Nó là nguyên chất. Thank you. Oh wow. And the next one is. Thank you. I know, right? Looks great. Wow, bà phải ăn hết rồi bà phở. Kêu cho giữ vô. Quá trời đồ ăn. Đó. Hả? Thích ăn đồ Mỹ cho bà phở ăn đồ Mỹ nha. Hôm qua ăn phở dở quá trời. Biết ăn quá hả? Ăn đồ biển hơn Việt Nam. How is it been? How is it? Good? Wow, stuck in. This one looks so good. Bỏ thử cái này đi. Sao? Ngon hả? Nó có tôm, nó chậm tôm với cheese. Bỏ có mẹ thích hay bỏ? Má biết đồ ăn sáng của Mỹ á, nó làm đầy đủ, nó làm đầy đủ dinh dưỡng á. Ngon không? Cua không? Ăn sạch lẽ vậy mà không mua sao được. liên tục luôn, tiền quá đắt luôn. Ngon, kêu nhiều món quá nè, bây giờ đem về ăn không hết. Lần nào đi ăn cũng ăn không hết. Bye, thank you. Bây giờ tôi thích ăn đồ Mỹ nhiều hơn. Wow, thích ăn đồ Mỹ hả? Nhưng mà má ăn một thời gian má sẽ ớn thôi. Nó ngán á. Dạ, cũng phải nhớ đồ Việt Nam của mình thôi à. Rồi. Ok, rồi. Có gì qua đồ Việt Nam mà mình bây giờ mình ăn được rồi, hồi mới qua ăn không có được. À, bây giờ ăn quen đồ Mỹ hả? Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Bye bye.